Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè không chỉ là khoảng không tạo khoảng cách an toàn giữa nhà dân với lòng đường, mà còn là không gian dành cho người đi bộ, đồng thời trồng cây xanh tạo cảnh quan đường phố cùng nhiều công dụng khác. Thực tế các địa phương đều đã tốn khá nhiều kinh phí để xây dựng, tôn tạo hệ thống vỉa hè, nhưng lại không quan tâm đến việc quản lý để người dân chiếm dụng, làm nơi bày hàng kinh doanh, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, gây bức xúc cho người dân. Mục ống kính phóng viên hôm nay chúng tôi phản ánh tình trạng này trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Đây là hình ảnh trên đoạn đường Nguyễn Bình, cổng chợ Bao Bì thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào cách đây vài tháng mà chúng tôi đã phản ánh. Thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn không có gì chuyển biến, vỉa hè vẫn là nơi lý tưởng để các tiểu thương bày hàng kinh doanh. Chúng em ngồi đây, chúng em toán ngồi bán hàng tận bên trong vỉa hè đấy chứ chúng em cũng ngồi ra ngoài vỉa đường chứ đâu. Trên này là không vướng víu gì hết. Những người đi bộ người ta đi trên này người ta mua chứ người ta có giấy đường đâu mà tắc đường bác. Phường thì các bác vào bán hàng thì cứ ngồi vào bên trong rồi chứ còn đâu ngoài kia là không được ngồi. Ngày nào cũng vậy, từ 17 giờ đến 19 giờ trên đoạn đường Nguyễn Bình đoạn qua cổng chợ Bao Bì là khoảng thời gian thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các sạp hàng kinh doanh bày bán ngay trên vỉa hè. Nhiều đoạn còn chật kín, không còn lối đi. Khách mua hàng thấy tiện đôi khi cũng chẳng cần xuống xe mà đứng ngay dưới lòng đường. Tương tự như vậy, đoạn đường Nguyễn Thiện Thuật, một số hộ kinh doanh bày bán hàng hóa ra sát mép đường, khiến cho người dân không còn nhận ra đâu là vỉa hè. Tình trạng này còn diễn ra ngay trước cửa thị ủy Mỹ Hào, thậm chí ngay sát cạnh cả công an thị xã. Lấn chiếm vỉa hè nhiều, nhất là đường Nguyễn Thiện Thuật đấy kìa. Đấy, cái đường cái lấn chiếm vỉa hè không thể nào đi bộ trên vỉa hè được, mà phải nhảy lòng đường vào đi. Tôi bức xúc lắm nhưng mà người ta không làm gì được, người ta phải chịu thôi. Phải kiến nghị lên trên nhiều lần rồi đi dẹp, dẹp xong lại thế, chả giải quyết vấn đề gì. Còn đây là phố Bần, vốn là đường phố cũ, mặt đường hẹp nhưng hai bên vỉa hè đều đã bị người dân chiếm dụng để kinh doanh. Nhiều điểm còn không thể nhận ra có vỉa hè hay không. Người ta bày hết ra hè như thế này. Hè là đoạn đường dành cho người đi bộ. Thì làm sao liên quan gì đến cái chuyện mà buôn bán được, buôn bán ngồi trong nhà. Cái này thì phải nhà chức trách nó mới giải quyết đi, dân ai dám nói. Thế đẹp cái lịch sử ai chả mong muốn nhưng mà bây giờ chêm vào. Đó là bát cơm manh áo của người ta phức tạp. Tình trạng này còn có ở nhiều đường nội thị khác, thậm chí cả trên hành lang quốc lộ 5 qua phường Dị Sử, phường Bần Yên Nhân, đầu cầu Thuần Xuyên, xã Hưng Long. Chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.